cả nhà. Trong video lần này thì Lối sẽ chia sẻ cho mọi người biết cách phân biệt được đâu là thuốc sẽ dán Blackcap hàng thật và đâu là giả. Trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cùng nhau review thêm nhiều sản phẩm nhé. Thuốc diệt gián Blackcap Nhật Bản là một trong những dòng sản phẩm diệt gián hiệu quả nhất hiện nay. Chính vì vậy, tình trạng làm giả làm nhái là rất là nhiều và cũng được bày bán tràn lan trên thị trường. Sử dụng những cái dòng sản phẩm này thì không những không diệt được gián đâu mà còn có thể gây hại đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bạn nữa. Thuốc diệt gián Blackcap Nhật Bản chính hãng thì cùng 12 viên sẽ giúp diệt gián một cách tận gốc. Và hiện tại đối với dòng sản phẩm này thì có hai mẫu như trong hình là mẫu cũ và trên tay mình đây chính là lô hàng mới nhất. Và trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phân biệt được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả với cái dòng sản phẩm mới nhất này nha. Bây giờ thì mình sẽ review chi tiết từ bên ngoài vào bên trong sản phẩm nhé. Trên tay mình đây chính là hai hộp thuốc diệt gián, một hộp thật, một hộp giả. Hộp thật thì bọn mình nhập trực tiếp từ Nhật Bản, còn hộp giả thì bọn mình mua trên Shopee để có thể review một cách chi tiết cho mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ nói về mặt trước của sản phẩm. Về hàng thật thì màu của con dán sẽ là màu nâu và sẽ nhạt hơn hàng giả. Họa tiết nó cũng sẽ rõ nét hơn hàng giả. Hàng giả thì sẽ bị vỡ nét như thế này, mọi người có thể nhìn thấy. Và đối với hàng thật thì màu của con dán nó sẽ hơi tương tự đối với màu của con dán thật. Đó, mọi người có thể nhìn như thế này. Còn đối với hàng giả thì bên cạnh màu nâu thì nó sẽ có màu đen rất là nhiều. Còn hàng thật thì nó không hề có, nếu có thì cũng rất là ít. Còn hàng giả thì nó rất là đậm như thế này, mọi người có thể nhìn đây. Thứ hai chính là màu sắc của hình tròn bên trong chữ này. Đối với hình thật thì nó sẽ có màu đen như thế này. Đối với hàng giả nó sẽ là màu trắng. Đó, đây là điểm thứ hai. Và chi tiết thứ ba chính là dòng chữ trong hình chữ nhật này. Đối với hàng thật, dòng chữ này sẽ hoàn toàn bằng tiếng Kanji Nhật Bản. Còn hàng giả thì hai chữ cuối cùng là chữ Trung Quốc nhé mọi người. Đây là một chi tiết rất là quan trọng để phân biệt hàng thật giả đó. Điểm thứ tư chính là hình viên thuốc diệt gián này nhé mọi người. Đối với hàng thật thì hình rất là rõ nét và cái vệt sáng bên trong này thì cũng to hơn. Còn hàng giả thì hình bị vỡ nét như thế này đây, và cái vệt sáng này thì cũng nhỏ hơn một xí. Điểm thứ năm chính là chữ nổi trên hình vương miện này. Đối với hàng giả thì mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái viền màu trắng như thế này thôi. Còn đối với hàng thật thì mọi người có thể nhìn thấy một cái bóng màu đen ở dưới như thế này. Và khi mọi người nghiêng một góc 45 độ thì sẽ càng nhìn thấy rõ hơn. Còn về mặt sau của thuốc diệt gián sẽ như thế này đây. Đối với hàng thật thì màu sắc sẽ rõ nét và nhạt hơn hàng giả như thế này đây. Tuy nhiên chữ ở hàng thật thì nó sẽ đậm hơn hàng giả nhé mọi người. Ở hai bên sản phẩm thì hàng thật thì nét chữ sẽ là đậm hơn hàng giả. Hàng giả thì nó sẽ mảnh như thế này. Và màu sắc thì cũng không được tươi như cái hộp của hàng thật nhé. Bây giờ thì mình sẽ đập hộp để review chi tiết bên trong cho mọi người nha. Đây là hàng thật. Đây là bao bì của hàng thật nha mọi người. Còn đây là hàng giả thì cái màu này đậm hơn này. Đây chính là bao bì của hàng giả và hàng thật. Đối với hàng thật thì màu sắc nó sẽ là xanh đậm hơn và có một tí cảm giác là màu đen đúng không? Đậm hơn như thế này. Và khi mọi người cầm thì cảm giác rất là chắc chắn luôn. Còn đối với hàng giả thì màu sắc nó là màu xanh dương thôi nha mọi người đây. Nó nhạt hơn, còn cái này đậm hơn nhiều luôn. Và khi mọi người cầm á, là mình có thể cảm giác được là người ta không có bao bọc kỹ. Và tiếp theo thì mình sẽ nói về mùi của sản phẩm nhé. Đối với hàng giả thì ngay cả khi mọi người không có mở gói ra thì chỉ cần ngửi bên ngoài là cũng có thể cảm thấy được mùi hắc rất là khó chịu luôn. Còn đối với hàng thật thì mọi người không hề cảm thấy có mùi gì hết. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái bao bì bên trong để xem thử cái viên thuốc diệt gián có gì khác nhau giữa hàng giả và hàng thật nhé. Và mình đã mở bao bì của hai bì thuốc diệt gián đây. Đây là viên thuốc diệt gián giả và đây là viên thuốc diệt gián thật. Đối với hàng giả thì cái viên thuốc bên trong rất là nhỏ luôn và nó chỉ nằm một góc thôi, như thế này thôi, còn hai bên thì không thấy gì hết. Và đôi khi nó cũng rất là bị rẽ rớt ra nha mọi người. Trẻ con mà nhặt được thì rất là nguy hiểm luôn. Còn đối với hàng thật thì cái cục viên thuốc này rất là to, đây như thế này, mọi người có thể nhìn thấy ở bên ba góc đều thấy, và nó được rất là cố định, không thể bị rớt ra. Khi sử dụng thì rất là an toàn nha mọi người. Và vừa rồi thì Lôi đã chia sẻ cho mọi người biết cách phân biệt thuốc diệt rắn Blackcap Nhật Bản chính hãng rồi. Nhà bạn nào mà có rán thì đừng quên để lại số điện thoại bên dưới để có thể sở hữu ngay bọn em như thế này nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều video lần sau. Và tạm biệt mọi người.